Hồng Loan được bộ show ở Úc và Mỹ mời sang hải ngoại biểu diễn, hé lộ cách xây khủng. Mới đây, trong ngày Vu Lan báo hiếu, Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã hát lên ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, khiến nhiều người hâm mộ Vũ Linh xúc động vì nhớ tới cố nghệ sĩ và thương cô con gái mồ côi. Khi giọng hát Hồng Loan cất lên, mới đây nhiều bộ show tại Mỹ và Úc đã mời Hồng Loan sang nước ngoài biểu diễn, với mức cachet lên tới 500 triệu đồng một đêm. Mọi chi phí đi lại và vé máy bay các bộ show sẽ bao trọn gói. Được biết, trong thời gian qua, Hồng Loan đang được anh trai Vũ Luân đào tạo tích cực để nâng cao giọng hát. Theo giới chuyên môn nghệ thuật cải lương, giọng hát của Hồng Loan rất có nội lực. Nghệ sĩ Lệ Thủy nhận xét, nếu giọng hát của Loan mà đã được trau chuốt, sẽ sớm vượt qua cả giọng hát của Hồng Phượng. Đây là viên ngọc sáng cần được người có tầm mà dũa. Nghệ sĩ Minh Vương nhận xét, giọng hát của cháu Hồng Loan rất có lực, tiềm năng về lâu dài sẽ không thua kém các nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi một ngày còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì bổn phận của chúng ta khi đã bước lên sân khấu rồi, chọn cái nghề này rồi, chúng ta cần phải học, học cho đến trăm tuổi vẫn phải học. Hồng Loan cho biết, chị rất phấn khởi trước những lời nhận xét của các bậc tiền bối trong nghề cải lương. Chị cho biết sẽ cân nhắc trước lời mời đi diễn của các bộ show hải ngoại. Chị dí dỏm, con hát một show mà 500 triệu chắc bằng tiền lời bán hàng online cả đời rồi, con vui quá. Đây sẽ là động lực để con cố gắng hơn mỗi ngày. Người chị Phương Lê cũng cho biết, nếu Hồng Loan quyết định theo nghề ca hát, chị sẽ đầu tư mở công ty quản lý riêng cho Hồng Loan, quyết tâm gạt mẹ con Phượng Ve khỏi cuộc chơi luôn. Lợi nhuận chị cho Hồng Loan hết. Trước đó để tặng cha, cô nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh món quà mùa Vu Lan báo hiếu, Hồng Loan đã lên sân khấu thể hiện bài hát 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Không theo nghiệp ca hát như cha, nhưng Hồng Loan cũng sở hữu giọng hát ngọt ngào, nhiều cảm xúc. Vì vậy, tiết mục biểu diễn của Hồng Loan nhận được rất nhiều lời tán dương từ khán giả. Nhiều khán giả cho rằng, giọng hát của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp. Điều đáng nói hơn, khán giả cho rằng, cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ rất vui khi thấy con gái mình cũng có giọng hát được nhiều người yêu thích đến vậy. Đông đảo cư dân mạng cho rằng, Hồng Loan thừa hưởng nhiều điểm giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, từ giọng hát cho đến cách cầm micro, như đúc khuôn với nam nghệ sĩ. Để có thể hoàn thành trọn vẹn tiết mục biểu diễn của mình, Hồng Loan nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nghệ sĩ Vũ Luân. Giọng hát ấm áp của nam nghệ sĩ khi kết hợp với Hồng Loan đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ những người có mặt theo dõi. Hồng Loan trưng trội giọng hát được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, cho thấy công chúng vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau khi nam nghệ sĩ qua đời. Hy vọng với sự cố gắng của mình, kèm với sự giúp đỡ của các anh chị và các bậc tiền bối, Hồng Loan sẽ sớm đạt được thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Vũ Luân thông báo tặng một căn nhà cho Hồng Loan để tài sản cho bé Pun. Mới đây trong livestream của mình trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân chia sẻ tình hình mới nhất của mẹ con Hồng Loan. Anh không quên cảm ơn khán giả, thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ em gái mình. Anh cũng thông báo một việc quan trọng, đó là anh sẽ tặng lại căn nhà ở Thủ Đức cho Hồng Loan. Trước Luân có mua hai căn nhà gần nhau ở phường Linh Đông, Thủ Đức, để anh chị em trong đoàn cải lương, ai có ở qua đêm thì ghé ở cho vui. Một phần ở gần Luân cho vui vì Luân có một mình, nhưng giờ Luân đã mua căn khác ở Phú Nhuận cho tiện, nên căn nhà này Luân để trống. Thật sự mà nói, Luân không có cần tiền, cũng không muốn bán căn nhà vì nó có nhiều kỷ niệm. Luân đã tự tay trang trí và mua sắm nội thất. Luân quyết định sẽ tặng lại cho con của Loan, một phần vì Loan cũng chưa có căn nhà riêng nào cho đẹp, một phần vì như vậy thỉnh thoảng Luân sang chơi, nhớ lại kỷ niệm trong căn nhà này, căn còn lại Luân vẫn để đó để chạy đi chạy về. Vũ Luân có tuyên bố sau này cậu hai có ra đi cũng sẽ để lại tài sản cho bé Pun, tức là con trai út của Hồng Loan, vì cậu hai đâu còn người thân con cái gì đâu. Ngay sau khi đoạn chia sẻ của Vũ Luân được đăng tải, nhiều khán giả ủng hộ anh cho rằng là Vũ Luân ở hiền gặp lành, là người sống biết phải trái trước sau. Kể từ lúc drama gia đình nổ ra, Vũ Luân luôn bảo vệ và đứng về phía em gái Hồng Loan. Vũ Luân cũng khẳng định Hồng Loan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, trái ngược hoàn toàn với phát ngôn của chú Bảy. Vũ Luân từng viết, con Vũ Luân bình tĩnh Hồng Loan, mãi là những đứa con yêu thương của ba, con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba. Những kẻ xấu xa dùng nhiều thủ đoạn, chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, hãy để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật. Anh viết, đáng chú ý, Vũ Luân còn bày tỏ sự yêu thương dành cho Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh, và nhấn mạnh sẽ bảo vệ cô trước những sóng gió. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình cố nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xây mộ cô không hay biết và không được tham gia. Vũ Luân cũng từng bức xúc khi tin đồn Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bằng cách thuê đội ngũ livestream gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh là hai con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa là người ba nuôi, cũng là người thầy, đã hướng dẫn cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cách hát, cách diễn.
nhiều năm trong nghề với sự dìu dắt tận tình của những người thầy đi trước, trong đó có ba nuôi Vũ Linh. Hiện nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cũng đã trở thành một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương. Đi thăm mộ cha ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, Hồng Loan được nữ đại gia tặng 30 cây vàng. Mới đây trong lúc cùng anh hai Vũ Luân và chị Phương Lê đi viếng mộ cha ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương như mọi khi, Hồng Loan bất ngờ được một nữ đại gia hỏi thăm sức khỏe và xin được tặng Loan 30 cây vàng. Được biết, nữ đại gia này đã đi 200 cây số từ Đồng Tháp lên tới Bình Dương để chờ gặp Hồng Loan suốt mấy ngày hôm nay. Chị cho biết đã thuê khách sạn ở gần Hoa Viên Bình Dương để đợi được gặp Hồng Loan và trao món quà. Hồng Loan xúc động khi nghe những lời kể từ người phụ nữ. Nhưng về món quà quá lớn này, Hồng Loan xin phép không dám nhận. Loan biết ơn tấm lòng của chị, nhưng món quà lớn quá không thể nhận được. Cuối cùng, sau một hồi đài nỉ, Hồng Loan đã nhận một phần tượng trưng để không phụ lòng người phụ nữ. Tấm lòng yêu mến của mọi người khiến Hồng Loan vô cùng xúc động. Trước đó, khán giả cho biết, kiều bào ở hải ngoại đã quyên góp rất nhiều khi nghe kêu gọi xây mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, ước tính cả tỷ đồng. Tuy nhiên đến hiện tại, khi sự việc vỡ lẽ, họ không khỏi tức giận và đang làm thủ tục về Việt Nam để tìm gặp Hồng Phượng giải quyết vấn đề. Có một người Việt kiều đứng ra, đại diện gửi tiền, giờ người ta đang làm thủ tục về Việt Nam. Người ta nói, cho rồi thì giờ làm sao lấy lại được. Bên Mỹ người ta rất thương anh Linh, ai nghe làm mộ là người ta chuyển tiền ào ào, số lượng rất nhiều. Người ta nói trên dưới 1 tỷ, không hề nhỏ. Chuyện mình biết mình nói chứ không chia sẻ bậy bạ. Người này còn nhắn nhủ Hồng Loan, nếu em thật sự thương ba em và cái hiếu duy nhất em trả là em làm đơn thưa Hồng Phượng, vụ kêu gọi từ thiện phanh phui cái đồng tiền này ra, chi vào cái gì kêu công an vào điều tra. Nhỡ mà còn lại số tiền thì em phải tiếp tục con đường từ thiện, nếu như em không muốn ba em bị mắc nợ. Theo những thông tin được chia sẻ trước đó, cô Sáu Hồng Nhung từng tiết lộ mua quan tài 400 triệu, nhưng sự thật quan tài được tặng. Bên cạnh đó, ngay sau đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Phượng liền khoe mua xe hơi mới trên mạng xã hội. Trong khi trước đó, người thân cận cho biết cô chi có 100 triệu lo tang lễ cho cậu. Cũng từ những câu chuyện này, dấy lên nghi vấn rằng hai mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng đã lấy tiền quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân. Không chỉ cô Sáu, chú Bảy là nghệ sĩ Tiểu Linh cũng bức xúc nói. Vì bản thân biết luật nên không lên tiếng, nhưng vẫn bị lôi vào câu chuyện. Kim Nga lo anh Năm từ A đến Z, sáng đi chợ, cậu Năm thích cái này cái nọ là mua, anh Năm muốn cái gì là nó đáp ứng hết. Cho đến hiện tại, thực hư câu chuyện thế nào vẫn chưa rõ ràng, bởi đây chỉ là lời nói từ một phía và Hồng Loan cũng không hề có mặt phản biện lại. Mặc dù đang rơi vào cảnh bị tố vô ơn với người từng chăm sóc ba mình, song Hồng Loan lại nhận được sự ủng hộ của dân mạng. Nhiều người đứng về phía Hồng Loan, họ đặt nghi vấn đây chỉ là vở diễn được cô Sáu Hồng Nhung dựng nên để gây khó dễ cho Hồng Loan, khiến Hồng Loan bị chỉ trích, song kết quả lại không được như ý muốn. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kiếm tiền bằng công việc mới khiến ai cũng bất ngờ hé lộ thu nhập hiện tại. Thời gian gần đây nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đặc biệt là hoa hậu Phương Lê và người bạn thân đó là chị Ni, Hồng Loan đã phát triển thành công công việc bán hàng online. Sau sự thành công của những món đồ ăn vặt, mới đây Hồng Loan tiếp tục bán những sản phẩm cao cấp hơn nhằm nhắm đến thị trường bà con Việt kiều ngoài nước. Trong mùa trung thu, Hồng Loan bán rất đắt hàng các sản phẩm bánh trung thu, khán giả yêu thương nên ủng hộ rất nhiều. Điều đó khiến chị rất phấn khởi. Mới đây nhất nhờ sự giúp đỡ truyền thông của hoa hậu Phương Lê, Hồng Loan đã nhập thêm các sản phẩm phụ kiện thời trang, túi xách cao cấp để bán online. Hồng Loan cho biết có ngày chị lãi gần 300 triệu sau một buổi livestream. Nhìn khán giả chốt đơn mà Loan chỉ muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc và xúc động. Không ngờ khán giả của ba vẫn luôn nhớ về ba, luôn ủng hộ và giúp đỡ con gái ba. Thời gian gần đây thu nhập của Loan rất nhiều. Loan đã có tiền trả nợ các khoản tiền trước kia vay ngân hàng, còn có dư để lo cho các con, mua sắm cho các vật dụng riêng. Hồng Loan xúc động chia sẻ. Trước đó, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi Hồng Loan phát hành sản phẩm âm nhạc cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Cả hai đã có sản phẩm song ca mang tên Những Chuyến Xe Cuộc Đời. Đây là lần đầu tiên Hồng Loan phát hành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh sau những lần đứng trên sân khấu. Trong sản phẩm này, Hồng Loan được khán giả khen ngợi có giọng hát ngọt ngào, cảm xúc dù không cần quá nhiều kỹ thuật. Khi kết hợp cùng nghệ sĩ Vũ Luân thì cả hai ăn ý vô cùng. Không chỉ vậy, gần đây khán giả liên tục thấy Hồng Loan xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Đây là công việc có thể giúp cô kiếm tiền và nối nghiệp người cha quá cố. Cách đây không lâu, đoạn clip nghệ sĩ Vũ Luân và Hồng Loan song ca nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đây là món quà mà cả hai muốn dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Xuất hiện trên sân khấu với sự ủng hộ của đông đảo khán giả, Hồng Loan khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát ngọt ngào cảm xúc. Dù liên tục cầm trên tay chiếc điện thoại để xem lời bài hát, Hồng Loan vẫn thể hiện tròn trịa phần hát của mình. Nghệ sĩ Vũ Luân thì giống như một người nâng đỡ Hồng Loan trong tiết mục. Giọng hát ấm áp của nam nghệ sĩ khi kết hợp cùng Hồng Loan nhận được nhiều tràng pháo tay. Những hình ảnh trên sân khấu của Hồng Loan khiến khán giả bồi hồi nhớ về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Suốt mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, giọng hát ngọt ngào và cảm xúc của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn luôn khiến người hâm mộ bồi hồi mỗi khi nghe lại.